chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn chào đón tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Thắm. Dạ vâng ạ, thưa quý vị. Và lời đầu tiên, cho phép Hồng Thắm xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị đã có mặt ngày hôm nay ạ. Và Hồng Thắm xin gửi tới quý vị, đó là một làn điệu chèo cổ được mang tên Luyện Năm Cung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đường về sông dâm gian tiếng hát, bên giang đình kia con